Ok anh em, và bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục cho anh em xem một set đồ may mắn cực kỳ cao và cũng như là một set đồ no 1 server và có hiệu ứng may mắn cao nhất cùng mấy chủ S5 Đại Gia Sơn, trang chủ công thành chiến xưa.com này. Đây, đây là ba ad của anh ta khá tâm huyết, anh ta đã đưa lên trên này. Khải cho anh em xem. Hiện tại ad này thì đang sở hữu như mình, ad này là ad sáng boss thôi nè. Ad này ad sáng boss thôi. Với cái hạng 136 thì Khải nghĩ chắc cũng tầm cấp 119 rồi. 119 hay 120. Đang sở hữu một set định quốc. Một set định quốc để có thể kích những trang bị may mắn. Đầu tiên đó là ngọc bội động sắt 25%. Đó, ngọc bội động sắt này là đua top đầu tiên server. Anh ta đã mua lại của thằng chị bá vương thằng chị đó. 25 vàng gia truyền, 15 may mắn là có cho mình 40 may mắn rồi. Một cái nhẫn may mắn xấu là có cho mình 46%, và nhận xấu là có cho mình 52% may mắn nha nè. Set này thì như anh em có xem những cái bát sang bot của Khải, bát 18 19 thì set này là một trong những người phụ Khải đam hai rương bot đó, nhưng mà khá là đen thì Khải không sang được cái gì cả. Set may mắn 52, quá đẹp luôn nha nè. Và tiếp đến cày vũ khí một cái đao tốc 30, độc sắc 27. Đao này thì phụ cho thiếu niên nó đâm nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn và cái lượng đâm boss nó sẽ nhanh hơn thôi nè. Cũng không có gì khả, nhưng mà cái đao này ở server thì cũng tầm giá khoảng hơn 10 kim, 10 đến 15 kim, khoảng tầm 800 nghìn đến 1 triệu cái đao này đó nè. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho siêu phẩm anh nè, một like chia sẻ cũng như video Khả một like chia sẻ nha. Đó, set định quốc này. Cái này chỉ đỡ sang boss của anh ta thôi. Anh này sang boss rất là nhiều nè. Mỗi đêm anh có thể sang từ 300 đến 500 con lình bài boss lận. Tầm gần lại đây thì anh bận việc nên anh ít sang lại. Rồi, set may mắn 52. Đây là set no 1 luôn nè. Chưa có set nào hơn set này nha. Tại vì hai món động sắt thì anh ta đã sở hữu của server rồi. Nên là set này gọi là quá bá đạo nè. Rồi, anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video tiếp theo của kênh Khải nha.